Xin chào tất cả mọi người, mình là Nunu, mình là Lizzie, hai đứa mình đến từ nhóm Ohio. Và hôm nay Nunu rất vui khi được quay lại livestream giải mã tình yêu cùng với Ohio. Và hôm nay Nunu được đồng hành với một người khác, không phải là Ca nữa mà là Lizzie. Mọi người còn nhớ mình không ta? Em chưa gặp mọi người đâu. Nhớ ai? À, không biết Lizzie cảm thấy như nào khi được lần đầu tiên livestream để chia sẻ về tình yêu với mọi người? Lần đầu tiên thì em thấy hơi là bị hồi hộp. Nhưng mà em không biết là mình có thể làm như thế nào, nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức. Lizzie sẽ cố gắng hết sức trong phần livestream hôm nay đó mọi người. Hết sức. Bây giờ thì cũng đã qua giờ ăn trưa rồi, không biết là mọi người đã ăn trưa hết chưa ta? Lizzie em ăn trưa chưa? Thôi em không ăn, em đang giảm cân. Lizzie đang giảm cân mọi người à. Thì ra mình hỏi Lizzie vậy thôi chứ mình cũng biết Lizzie đang giảm cân á, nên là trưa nay mình cũng đi ăn một mình. Thì không biết là có quý khán giả nào cũng đang xem livestream mà đang cũng ăn trưa một mình giống như mình không? Mình có thể comment chẳng hạn để chúng ta có thể hẹn hò nhau một bữa nào đó ăn trưa. Em thấy được không? Được. Nhưng mà rất tiếc là em giảm cân nên là em không có cơ hội để ăn trưa với quý vị khán giả nào đang ở đây được. Thôi bữa khác chị, bữa nào em giảm cân được đi. Giảm cân. Chị hy vọng là em sẽ giảm cân sớm. Em cũng hy vọng như thế. Quay. Hello mọi người. Hello. Và bây giờ thì để thay đổi không khí một chút, để mọi người có không khí hào hứng một chút để xem livestream, thì Nu và Lizzie sẽ gửi tặng tới mọi người một ca khúc. Em nghĩ là mình nên cover ca khúc buồn hay là vui nhỉ? Em nghĩ là thứ hai đầu tuần thì mình nên cover một ca khúc buồn để mọi người có. Ủa sao vậy em? Để mọi người có tinh thần sảng khoái, có thể làm một việc ngày mới buồn mà sao sảng khoái được ta? Không, đối với em là như thế. Đối với em là như vậy. Yeah. Vậy bây giờ xin được gửi tới mọi người một ca khúc nhẹ nhẹ sương sương mở đầu cho livestream hôm nay, một ca khúc rất buồn được mang tên là Nếu anh không việc. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Action. Chúng ta sẽ cùng mở nhạc nào. Beat. Ta-da. Chương trình quảng cáo. Sau đây là chương trình quảng cáo khi mở beat. Yo, ay yo. Ay yo chi chi. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Em ơi, giỏi. Nhạc lên. Em đang buồn lắm, nhưng nếu anh không phiền thì cho em mượn được bờ vai. Em đang buồn lắm, nhưng nếu anh không phiền thì mượn cho đôi bờ tay. Một đôi bàn tay ấm áp có thể lau nước mắt em rơi mỗi khi trời phơi. Em biết sẽ thật là ngu ngốc nếu em nói ra câu này, anh ơi. Nhưng em thật lòng muốn biết, nếu anh không phiền thì làm người yêu em nhé. Nếu anh không phiền thì nhận tình yêu em nhé. Nếu như sau này mình là của nhau ta sẽ thật hạnh phúc dù là có lúc giận hờn. Nếu anh không phiền thì gọi điện cho em nhé. Chưa có hững hờ lạnh lùng thờ ơ như thế. Và nếu anh không phiền thì ta sẽ không tính chén chuyện. Chẳng nào. Yeah, vừa rồi là một ca khúc Nếu anh không phiền. Nếu anh không phiền thì nhận tình yêu em nha. Nếu anh không phiền thì mượn đôi mượn tay em nha. Không thuộc lời. Nói chung là hôm nay live trên bạn muốn hẹn hò. Vì vậy là em nghĩ là có rất là nhiều anh chị đang cô đơn sẽ cũng đang xem livestream với mình đúng không? Lizzie có mong muốn được tìm một người bạn trai hay là gì không em? Em thì cũng không phải là cao siêu đâu, bạn trai của em không cao siêu đâu, chỉ cao trên 1m8, cũng không phải đẹp trai đâu, nhưng mà chắc tầm Lee Min Ho thôi. Nhà không phải là giàu lắm thì cũng có biệt thự ở Sài Gòn. Đưa đón em không phải bằng xe máy đâu, em thích đi ô tô mà. Đi ô tô. Nhà có biệt thự, đi ô tô, cao 1m8, đẹp
trai, không cần đẹp nhưng mà đẹp ngang Lee Min Ho. Chị nghĩ nếu mà em có tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò thì khi mà em đăng ký những cái tiêu chuẩn này thì chắc là em sẽ bị gạt tên ngay từ đầu, tại chị nghĩ là chương trình sẽ rất khó để tìm được đối tượng phù hợp với em. Thôi, em nghĩ là chắc chương trình sẽ tìm được thôi. Em tin. Em tin. Đó, đây là một thí sinh rất tin tưởng vào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dù bạn có gu như thế nào đi chăng nữa, dù gu đẹp hay gu xấu, gu lạ hay gu mặn tới đâu, chương trình cũng sẽ lùng sục cả thành phố, cả đất nước này để tìm cho mọi người đối tượng. Nên là anh chị nào đang còn cô đơn, hãy thử comment xem là mình thích mẫu người như thế nào, thử trong livestream này nhé. Trước hết là comment thử nha. Có anh chị nào đang comment không ta? Hello miền Tây, chàng trai này, chàng trai miền Tây hả? Ôi dồi ôi, hello người đẹp, ok người đẹp. Ai cái người đẹp. Trời ơi, cảm ơn chàng trai miền Tây. Hello Đông Đông. Hello Đông Đông có một comment là dạ đúng rồi, em vẫn còn đang cô đơn nè. Trời ơi, em giống chị đấy. Hiện tại thì trong livestream đã có xuất hiện một cô gái có avatar cũng rất là xinh xắn và đáng yêu tên là Đông Đông, đang còn cô đơn đây. Anh nào đang còn cô đơn hãy thử comment vào nhé. Comment nha anh, comment nha. Và không để mọi người đợi lâu nữa thì bây giờ mình sẽ có một câu đố nhỏ dành cho mọi người. Một câu đố nhỏ nha, rất nhỏ nha mọi người. Lizzy, em đọc cho mọi người câu đố này coi mọi người có đoán được hay không. Ok chị, sau đây em sẽ đọc câu đố. Người yêu của ai khiến nhiều người ganh tị nhất? Người yêu của ai mà khiến nhiều người ganh tị nhất? Dạ. Nghe câu hỏi này có mang tính chất khịa đâu đó. Em có thấy nó có một sự khịa trong này không? Em thấy có một sự khịa không hề nhẹ. Người yêu. Mọi người ơi, ai có câu trả lời hãy comment nhanh nhé. Mình đọc lại câu hỏi nè. Câu hỏi là người yêu của ai khiến nhiều người ganh tị nhất? Ai comment nhanh nhất thì Lizzy và Nunu sẽ gửi 1000 nụ hôn đến cho người đó. Thì không? Em chưa hỏi chị luôn. Em tự quyết định luôn. Đúng rồi chị. No, okay. Cái này là được. Được luôn hả? Được luôn. Được. À được luôn mọi chưa người ơi. Chưa ai comment nhanh. Nhưng mà mọi người hãy nhanh tay nha. Hello mọi người. Hello anh Điện Lạnh Quang Dũng. Ủa hello anh Diamond. Có cô gái nào đang ở Nghệ An không nhỉ? Anh ơi. Anh comment đúng lúc rồi. Cô gái ngồi cạnh em là quê ở Nghệ An luôn. Anh ơi em ở Nghệ An nè anh ơi. Không biết là anh ở Nghệ An là anh ở tỉnh nào ta? Em ở tỉnh nào? Em ở Nghệ An. Em đi nói về Nghệ An đi. Em tỉnh Nghệ An đó chị. Tỉnh ở Nghệ An nhưng mà ý là huyện nào? Chị xin lỗi em. Đấy. Xin lỗi mọi chị người. Chị sai với em rồi. Em ở huyện nào? Em ở huyện Diễn Châu. Diễn Châu, không biết là anh Điện Lạnh Quang Dũng có đang ở Diễn Châu sát sát bên Nghệ An với Lizzy không? Hello Khang Bảo, hello anh. Hello anh Khang Bảo, chào buổi trưa anh. Hello Kai Phong Hoàng. Của em. Em đó, hello em đó. Em đó, là em đã là Diamond. Em đó. Hello anh Diamond. Hello Đại Lâm Mộc ạ. Xin chào mọi người đang xem livestream. Thì có ai trả lời câu đố của tụi mình không ta? Quay lại câu đố mọi người ơi. Mọi người, em nhắc lại câu đố với mọi người. Người yêu của ai khiến nhiều người ganh tị? Ganh tị. Ai ta. Người yêu của em. Chị hiểu câu hỏi trả lời của mọi người rồi. Tại vì mình đặt câu hỏi là người yêu ai khiến nhiều người ganh tị, là chị của thấy em. Là có anh Diamond trả lời em đó, tức là người yêu của anh Phong mà. Tự nhận luôn. Ghê thiệt. Ê ơi, tự thấy người yêu mình đáng được nhiều người ganh tị luôn. Không biết là người yêu của mọi người có cái gì mà mọi người cảm thấy là những người khác phải ganh tị với người yêu của bạn. Các bạn hãy thử comment xem như thế nào. Lizzy bây giờ có người yêu chưa? Em cũng không thích. Ba không có mối tình nào. Nhưng em không thích thôi, sao em không thích. Chị không thích. Em không thích thôi. Không thích thôi nha, chứ mà không có, không thích thôi. Người em đó kìa chị. Anh Diamond kìa. Người yêu của bạn. Chúc mừng anh Đại Lâm Mộc, anh đã đoán sai rồi ạ. Người yêu của bạn. Xin chia buồn anh Đại Lâm Mộc. Anh Diamond lại có một câu trả lời là người em đó. Ôi anh để lại kìa cái mình là chị Diễn Châu cách Tân Kỳ tầm 50 km. Gần không? Em muốn là gần không ta? Gần không?
tầm 50 km là chị hiểu có gần không? 50 cây cũng hơi xa đó ạ, cũng hơi xa. Nhưng mà không có gì, mình gọi là ở trung tỉnh Nghệ An đó là một điều rất là duyên ở đây rồi, đúng rất rồi, là duyên mà. Ở đây rồi. Anh... vô tình lại duyên người livestream đi ở đây. Không biết là gu của anh như nào, có thích cô nàng mẩm mỉm như Lizzie không ạ? Anh điện lạnh ơi. anh bơ bơ gì ơi, người yêu của bố. Ủa, người yêu của bố. Người yêu của bố là sao? Người yêu của bố tức là mẹ á. Người yêu của bố tức là mẹ, tức là người mà khiến nhiều người ganh tị, tức là mẹ của anh Bư Bư. À, anh đúng rồi. Bư Bư. Trời ơi, là đâu một người lãng mạn nữa đây rồi. Anh Bư Bư nói mẹ ảnh là một người khiến người khác ganh tị. Em cũng hơi ganh tị về điều đó. Thật sự câu trả lời của nhiều người thật sự rất là thú vị luôn. Đông đông không có người yêu vậy. Đông đông có câu trả lời là không có người yêu rồi sao hai chị? Không có người yêu thì mình đi tìm thôi. Hai chị cũng đang cô đơn lắm, hai chị chưa trả lời câu hỏi này. Em muốn tìm người yêu thì bạn quen hò sẽ là một câu trả lời cho em. Được luôn. Hoặc là Đông Đông có thể comment theo gu người yêu của Đông như thế nào. Đâu đó trong những người đang xem livestream sẽ có cùng gu với Đông sao, đúng không nào? Đông hãy nhanh tay comment gu của Đông đi. Có câu trả lời nữa là người yêu của người yêu cũ. Bạn này hơi thâm. Thật sự rất thâm. Bạn Hàn Diễm Thúy. Bạn ơi, người yêu của ai mà khiến nhiều người ganh tị? Người yêu của người yêu cũ. Vậy là bạn là người yêu mới của không, người yêu của người yêu cũ. Tự nhiên comment này khiến mình khó nghĩ quá ta. Khó quá thì chúng ta nên... Không phải, tại vì bạn đã chia tay rồi á. Cho nên là chắc là người yêu của bạn đó có vấn đề gì đó, đúng không? Nên là bây giờ bạn đó ganh tị với người yêu mới của người yêu cũ, phải không? Bạn ganh tị đúng không? Ganh tị là bị đá, phải không? Bị đá nên giờ ganh tị với người yêu của người yêu cũ, phải không? Chị, em thấy có một comment rất hay nhá. Sao giống người yêu anh thế? Anh Dương Nhật Hồ. Không biết là em hay gì? Không, anh nói là... em biết rồi, giống người anh thế, giống người yêu của anh cũng so sánh anh với một người đàn ông khác. Em lại làm chị khó hiểu nữa rồi. Đúng không chị? Đúng không? Thật sự rất khó hiểu luôn đi chị à. Này chị, sao giống người yêu anh thế? Anh Dương Nhật Hồ. Đấy. Sao giống người yêu anh thế? Là có nghĩa là người yêu của anh ấy cũng so sánh anh ấy với một người yêu của người ta. Đúng không? Thôi anh nói rõ giùm em đi, tại vì hai đứa em đang hơi khó hiểu một tí nha. Anh Dương Nhật Hồ. Ủa? Em xin lỗi là em Dương Nhát Ho gì đó, em xin lỗi, em không biết tên rõ. Chuyện gì vui vui vậy mấy bạn? Vui. Anh thấy vui chưa? Anh thấy vui là anh phải coi hết livestream của tụi em nha. Tụi em chưa vô chủ đề đâu, nên là tụi em đang cho mọi người đoán câu hỏi nhỏ nhỏ để chúng ta cùng đi vào chủ đề thôi. Xin chào Nhật Lê, hello. Hello anh Trần Minh. Hello anh Trần Minh. Hello Trọng Nghĩa Diễn Thành em. Anh ơi, em ở Diễn Thành anh ơi. Lại là Đồng Hương ở đây nữa rồi. Hôm nay chúng mình là chương trình làm mai cho Lizzie hả? Em cảm thấy thích luôn, mình thích thú với điều này không? Em cũng hơi tích tích vậy. Hơn hết rồi đấy. Chết rồi. Em bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đấy. Không biết ở đây đang có livestream có ai đang ở Tây Nguyên không ta? Mình ở Tây Nguyên. Nhưng mà trước hết là mình phải nói là ở Tây Nguyên trước. Tại vì Tây Nguyên nó mà rộng rộng cái bên cũng được, không cần phải trung tỉnh. Nhưng mà không biết có ai đang xem livestream ở Tây Nguyên không? Anh Diamond comment cái gì mà không có dấu, em không hiểu được chị. Anh nào? Anh Diamond ganh tị không có biết. Không có biết thì hay đẹp trai như Ly Tôn Ngô. Em xin phép được bỏ qua câu comment này tại vì em thực sự không hiểu lắm. Có thể anh biết lại giấu được không ạ? Xem chương trình, anh Đại Lâm Mộc xem chương trình này có người yêu không vậy? Nếu anh muốn có người yêu thì anh hãy đăng ký bạn muốn hẹn hò. Hiện tại thì livestream này tụi em tức là liên quan đến giải mã tình yêu, tức là những vấn đề liên quan đến giải mã tình yêu. Nhưng có người yêu hay không thì hiện tại anh phải comment gu của anh nhiều. Ví dụ tụi em hai đứa em có thể kết nối anh với một người có chung gu hoặc là tụi mình có thể tìm một đối tượng là phù hợp nào đó để anh có thể, trước hết là hai người có thể nói chuyện với nhau trước. Nếu mà anh không phải là một người muốn công bố chuyện yêu đương của mình, ví dụ đó là mọi người hãy comment gu trước. Còn thứ hai, nếu mà anh có thể muốn có người yêu, mọi người có thể, đúng là em nói ngay từ đầu, mọi người có thể tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò chẳng hạn. Hotline của chương trình em đọc cho mọi người nếu mà mọi người đang có nhu cầu tham gia nha. Hotline của chương trình là 0916 861 099. Yes. Yeah, mọi người hãy nhớ số này nhá. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu muốn có người yêu thì hãy nhanh tay lưu lại số hotline của chương trình nhá. Yeah.
Dạ, em ở xã nào Diễn Châu vậy? Hello anh Điện Lạnh, anh ơi em ở Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An. Dạ, chương trình làm mai cho Lizzy thì mình có thể... Nè, anh cứ comment đi, anh cứ comment thêm đi nhỉ. Anh Dương Nhật Hò, Dương Nhật Hò, anh tìm người yêu không có. Anh tìm người không có, không có thì chị. Anh tìm người yêu mà không có, tức là anh đang hơi khó khăn trong việc tìm người yêu. Yeah. Hai đứa em cũng vậy anh à, hai đứa em cũng hơi khó khăn trong việc tìm người yêu. Nhưng mà bên bạn muốn hẹn hò thì em cũng đã đăng ký rồi đó. Em đăng ký rồi. Em... Ủa? Có luôn. Ủa? Chị đăng ký nào? Sao không nói với em? Hôm nay em lên công khai vậy thôi chứ thiệt ra em đăng ký rồi và em đang đợi chương trình tìm cho em một người phù hợp. Giống như Lizzy vừa mới đưa ra một cái gu một người cao trên 1m8 chẳng hạn. Một người vui tính không em? Em cần vui tính. Có, em cần vui tính. Đúng rồi chị, cần vui tính. Cần có lạnh lạnh, có lạnh nhạt thì có lạnh nhạt. Đúng như anh Điện Lạnh, em thấy phù hợp không? Chị thấy hơi lạnh một tí. Nó không có ấm nhưng mà không biết là anh làm nhà Điện Lạnh. Em sợ là anh hơi lạnh đấy. Anh có phải là người ấm áp không? Em sợ hơi lạnh. Chứ nãy giờ em thấy là đầu tiên là chị thấy là cùng quê Nghệ An nè. Đó, có điểm chung rồi. Thứ hai là nếu em thích một người ấm áp thì anh Điện Lạnh tức là một người sửa chữa những sản phẩm điện lạnh chẳng hạn thì rất được. Chị nghĩ là ấm áp, đúng không anh? Là anh Trần Minh này là chia tay xong rồi quay lại à? Vẫn hơi khó giải đáp, xin lỗi anh. Đông Đông, gu của bé Đông là từ 1m75 trở lên, ngoan hiền và đẹp dai như sao Hàng. Cũng hơi đau đầu nhưng mà đó là gu của Đông nhưng mà anh nào có tự tin rằng mình thuộc từ tuyết người của Đông thì comment ngay nha. Khang Bảo này, anh Khang Bảo này khó quá, bỏ qua đi hay á, xinh đẹp đến sao mà bỏ qua được. Em sẽ công bố kết quả ngay bây giờ cho mình comment nha. Anh Diamond, anh thích nghe anh nè. Wow, lại là anh Diamond. Wow, chúc mừng em. Well. Anh Cao Tuấn xuống biển đi em. Dì Tròn Tròn ơi, có anh đợi. Bạn đó tên là Lizzy ạ. Bạn này tên là Lizzy. Anh ơi, em tên là Lizzy. Đang ở Sài Gòn. Yeah. Nếu không biết là anh Cao Tuấn đang ở đâu. Hôm nay giống như làm chương trình làm mai cho em hết nè. Nãy giờ luôn. Ủa, ổng ai xin liên quan đến chị hết. Nãy giờ xin toàn Lizzy thôi. Em buồn á mọi người, em buồn. Mọi người hãy quan tâm đến chị của em đi mọi người ơi. Anh Trần Minh, anh tìm người thương chứ không tìm người yêu nhé. Cũng được luôn anh muốn tìm người gì cũng được, miễn là yêu thương anh là được, đúng không anh? Em nghĩ vậy. Thích lạnh hay nóng danh chị tóc? Lại làm điện lạnh. Mọi người làm rồi. Anh dễ thương. Dễ thương. Em bắt đầu thích anh rồi đây. Chết gì chị. Trên này có nick Facebook của Lizzy á. Không có nick Facebook của Lizzy. Nhưng mà nếu anh Điện Lạnh có nhu cầu thì anh Điện Lạnh hãy thử tìm hiểu xem nick Facebook của Lizzy là gì. Anh thử tìm hiểu Lizzy thử nha. Rồi thì bây giờ nãy giờ không có ai trả lời câu đố của em buồn quá. Cho nên là em tự công bố kết quả luôn. Yeah. Câu đố người yêu của ai khiến nhiều người ganh tị nhất? Câu trả lời đó chính là người yêu nhà người ta. Đấy. Mọi người có nghe người yêu nhà người ta hay con nhà người ta hay ba mẹ nhà người ta hay là ông bà nhà người ta hay là bạn bè nhà người ta cho mọi người thấy cái câu đó quen không? Nhưng mà hôm nay tụi mình đưa ra câu đố người yêu nhà người ta, tức là cũng là chủ đề của livestream ngày hôm nay luôn. Không biết là khi mà Lizzy em bây giờ hiện tại là em chưa có người yêu đúng không? Dạ. Thì sau này nếu mà em có người yêu á, em muốn người yêu của em sẽ chiều chuộng em hay là như nào, em muốn người yêu làm cái gì cho em? Em muốn người yêu em tất nhiên phải có chiều chuộng rồi chị. Phải có rồi. Nhưng mà chiều chuộng theo cái kiểu như nào, em thích người chiều như thế nào? Em thích người chiều chuộng vừa vừa thôi, đừng quá lố quá. Vừa nhưng không quá lố. Vừa không quá lố cũng hơi khó. Nhưng mà ý là em theo cái chiều như nào, ví dụ như đi ăn nè, đi ăn có cần phải đút cho em ăn không? Không vậy em có trên tay. Em có tay mà đúng em không? Em có tay mọi người. Nhưng cái đấy là quá sức, quá lố đó chị mọi người. Quá lố. Vậy em nghĩ chiều em như thế nào, tức là những lúc mà em ý là em muốn người yêu làm gì, ví dụ đi chơi thì sao, nghĩa phải làm gì cho em? Không, em chỉ cần là những lúc đi chơi thì đến rước em đi chơi thôi và tung tăng hai đứa tung tăng nắm tay nhau đi chơi một buổi chiều lộng gió. Em thích người yêu em thơm hay là có cái mùi cơ thể quyến rũ với nhau, em có thích riêng cái mùi? Có chị, em rất thích người em có mùi thơm thơm à thơm. Mùi thơm
em thích mùi thơm là mùi thơm cơ thể hay là mùi thơm nước hoa? Mùi tất nhiên là mùi thơm nước hoa rồi chị ấy. lỡ anh đó có một mùi thơm cơ thể thì em nghĩ như thế nào? Cơ thể thì nếu mà người em thích thì em chịu à? Cũng được. Thôi tạm cũng nhận được, chị. Nếu mà em thích. Được đó. Đó là chủ đề của ngày hôm nay, người yêu nhà người ta. Thì hiện tại là bây giờ Nu sẽ kể cho mọi người một cái câu chuyện mà Nu nghĩ là mọi người sẽ thấy nó khá là quen thuộc. Giống như cái việc mà người yêu nhà người ta, tức là sẽ so sánh người yêu của mình với người yêu của người khác. À rồi. Ừ. Tức là bạn bây giờ mọi người có sẵn sàng nghe chưa? Mọi người sẵn sàng nghe chưa nè? Are you ready? Ừ. Wow. Wow, quá trời mọi người cảm ơn này có trời. Ui. Anh Cao Tuấn anh ở Nha Trang nè. Dạ, đã, Nha Trang cũng có biển đẹp lắm á. Đúng rồi chị, em thích Nha Trang. Có ai có nhu cầu tìm người yêu ở Nha Trang không? Comment nhanh. Đang có anh Cao Tuấn đang sẵn sàng đợi đây. Lizzy em sinh năm bao nhiêu vậy? Đó em biết em sinh năm bao nhiêu đấy. Tại sao Lizzy phải trả lời câu hỏi của anh? Ờ đúng rồi. Em xin lỗi thôi, nhưng mà Lizzy hiện tại Lizzy sinh năm bao nhiêu thì anh thử tìm hiểu thử nha. Đúng rồi, anh đoán đi. Bạn Nhật Lê, hai bạn hát đi. Tụi mình hát ngay lúc đầu rồi, nên là hôm nay tụi mình dành riêng cho chương trình livestream này để chia sẻ về giải mã tình yêu, nên là cuối chương trình mình sẽ hát sau nha. Phải đợi coi hết chương trình sẽ nghe tụi mình hát đó. Đúng rồi. Anh muốn tìm người yêu đơn giản lắm, cao 1m50 đến 65. Mình thuộc cái khu vực đó luôn em ơi, chị mừng quá. Ở khu vực Bắc Ninh hoặc Hà Nội, chỉ cần chân thực. Xin lỗi anh, em không phải là đối tượng. Nhưng mà bạn nào đang ở khu vực Bắc Ninh hoặc Hà Nội mà có nhu cầu giống anh Đại Long Mộc thì có thể comment. Yes. Đâu nữa nhỉ? Trời ơi, nhiều quá chị ơi. Nhiều anh chị quá. Đấy, em ở Sài Gòn quận mấy, anh ở quận 6, làm quen với em được không? Cho anh xin nick của em được không? Dương Nhật Hồ. Ôi dồi ôi. Em hiện tại thì hai đứa em xin lỗi nhưng mà hôm nay em chỉ là người kết nối thôi. Nên là hiện tại hai đứa em cũng đang ở Sài Gòn đó. Nếu mà có duyên thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau. Còn nếu không có duyên thì sẽ có một người đến với anh ở một cái duyên khác. Nên là sẽ có người comment. Anh chỉ cần comment, ví dụ như mình có thể comment gu của anh như nào, anh thích người như nào như vậy. Thì tụi em sẽ tìm cho anh một đối tượng nha. Lạc lối gần Thủ Đức không hai bạn, có cơ hội ra hành chính cà phê. Em thật sự rất lạc lối luôn nha. Tụi em hơi ở xa Thủ Đức một tí à. Quá xa lớn chứ không sao bình thường nữa em. Anh Huỳnh Thiện trong đó thì ok, cancel để anh ấy. Ủa là sao nhỉ? Em vẫn không hiểu câu trả lời của anh nữa. Có cái câu hỏi của anh hay gì? Em xin lỗi, em vẫn chưa hiểu lắm. Sài Gòn. Bạn đang điều đấy. Em Sài Gòn. Sài Gòn đây, bạn nào điểm danh? Em ở Sài Gòn luôn. Điểm danh xong. Điểm danh xong rồi. 1, 2. Vâng, em điểm danh xong rồi. Hát nghe đi rồi. Đợi nha. Đợi cuối live stream nha. Muốn làm quen với mọi người. Anh Hùng Nguyễn. Hello anh Hùng Nguyễn. Anh Khang Bảo cho anh hỏi ha, hai bạn bao nhiêu tuổi rồi nè? Anh Huỳnh Thiện chiều là cởi đồ ra giùm em được không? Dạ hiện tại cho em chưa có nhu cầu đó nha. Thôi nhưng người gọi mình hóng hình ghê. Anh muốn người yêu anh làm được mọi trong cảnh như ở nhà là người mẹ, về chồng là y tá, ngoài xã hội là bạn, cho làm là đồng. Thôi đâu. Em hy vọng rằng bạn nào có thể đọc được comment của anh Diamond thì có thể thử tìm hiểu anh Diamond thử như nào. Em thấy anh cũng là một người khá là thú vị đó. Ê, anh Trường ấy có kết nối với chị Nhật Lê rồi. Wow. Hy vọng rằng hai anh chị có thể nói chuyện với nhau để tâm tình nhiều hơn ha. Và bây giờ thì Nu sẽ kể cho mọi người một cái câu chuyện của bạn Nu liên quan đến vấn đề việc so sánh người yêu này với người yêu của mình với người yêu của người khác, và cái kết sẽ như thế nào. Tức là khi mà bạn của chị á, thì lúc đầu là quen nhau không biết có lâu không nữa, nhưng mà nói chung là không biết, nhưng mà nói chung là bây giờ chị kể những cái quá trình, tức là khi mà nó quen cái bạn đó, thứ nhất là
kiểu như khi mà ra đường á, kiểu đi ăn hoặc là đi uống cà phê xong là hay thấy con trai đội mũ bảo hiểm cho con gái rồi xong thích kiểu vậy. Nhưng mà bạn nam này hơi cục xúc lắm, bạn nam này lấy nón bảo hiểm nè, đội luôn rồi. Đó, thứ nhất đó là kiểu kiểu mình không biết sao nhưng mà nó kể là nó không tự nhiên nó muốn được người yêu đội nó bảo lòng. Hiểm cho mình tí, hơi chạy kiểu, lòng hơi cảm thấy mình bé nhỏ một tí. Xong rồi thế còn chuyện nữa là khi mà người yêu á thì người yêu nhà người ta á, thì kiểu ra đường cái là thơm nức mọi người đấy, không biết có anh nào ra đường mà thơm tho không ta. Đó, bạn đó là thích người ra đường thơm, xong mình nói với người yêu là anh ơi hay là mình lựa chọn một cái chai nước hoa nào phù hợp đi, mình xịt mình ra đường cho nó thơm. Nhưng mà bạn nam này á không không thích là không thích, một câu chuyện buồn, không thích nước hoa luôn, buồn. Tức là không thích xịt nước hoa luôn. Mà cái này á thì chị nghĩ là sẽ có một vài anh cũng thực sự là không thích ra đường phải xịt nước hoa này nọ. Nhưng mà tại vì ý là con gái á thì thường con gái hoặc là bạn em đồ á sẽ thích một người kiểu như ra đường chỉnh chu á mọi người, tức là về hình thức bề ngoài nên là chỉnh chu, nên là thơm thơm tí, có mùi thơm thì càng dễ chịu á. Nên là đó, nên là mới đề nghị người yêu là mua nước hoa xịt thử, nhưng mà người yêu không chịu luôn. Đó đó, xong rồi cái câu chuyện này nữa là khi mà câu chuyện mà em tại em chưa yêu nên là cái câu chuyện là đi hẹn hò sẽ hỏi là những người khác á, khi mà đưa nhà người yêu nhà người ta khi mà muốn rủ người yêu đi á thì sẽ đưa ra ví dụ như menu thực đơn, ví dụ biết người yêu của bạn đã thích ăn gì, ví dụ bún bò hủ tiếu gì đó đó, là sẽ đưa ra list ngày này ăn này ngày kia ăn kia. Nhưng mà bạn nam tức là người yêu của bạn chị á thì ngày nào không hỏi thích ăn gì, thích ăn gì, ba bữa ngày ba bữa em thích ăn gì, em thích ăn gì. Và bạn nó sẽ là trả lời là sao cũng được. Anh gì cũng được, quen không em nghe quen, con này quen gì cũng được đó. Phụ nữ cũng hơi khó hiểu nhưng mà con trai cũng hơi khó hiểu, tại vì khi mà tức là con gái thì muốn người con trai người yêu của mình á sẽ ví dụ như có thể cho họ sự lựa chọn cũng được, không cần phải hỏi là em thích ăn gì, em muốn ăn gì, mà ví dụ có thể đưa cho họ một vài lựa chọn, anh có này nè, mì quảng, hủ tiếu, bún bò gì đó, đồ ăn Hàn Quốc, đồ ăn Nhật Bản gì đó, có thể đưa ra một list để họ có thể lựa chọn chẳng hạn đó. Mà người yêu bạn này cứ ngày nào cũng hỏi em thích ăn gì, cái chán ngày, cứ gặp nhiều quá xong rồi chán, cái chán cái câu chuyện đó. Rồi kiểu người yêu người ta thì lãng mạn, lâu lâu thì mình thay đổi không khí, đi ra cổ sao đi có đi bộ rồi vậy cũng được, này cứ ngày nào cũng ra cà phê cốc ngồi chơi game, xong lâu lâu nói chuyện vài câu, hỏi thăm vài câu cái chơi nữa. tức nghe mà tức đó. Xong rồi đó, nên là bạn chị quyết định một ngày nói thẳng về vấn đề người yêu của người ta sao, xong mà không chị? Mà người yêu của mình như vậy, mọi người đoán xem bạn trai đó sẽ làm gì khi mà người yêu của mình quyết định nói những cái điều đó. Ví dụ người yêu của người ta thì thơm, người yêu của người ta lãng mạn, người yêu của người ta tâm lý, biết muốn người yêu của mình ăn cái gì đó, những cái đó. Thì khi mà cô bạn gái này nói với người yêu của mình á, thì nếu là các anh đang xem livestream á thì các anh sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu mà theo em ý, nếu mà chị ấy có khuyên anh ấy thì nếu mà có người yêu nhau ấy chị thì sẽ thay đổi để hai người có thể có mối quan hệ tốt hơn. Đó, mọi người nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Nếu mà người yêu nói thẳng với mọi người anh Cao Tuấn, anh muốn kết nối với Lizzie thì sao nè? Hiện tại Lizzie đang livestream rồi, nên là sau livestream này anh có thể tìm hiểu Lizzie sau nha. Nha. Anh suy tình lãng tử, kết bạn làm quen và tìm một hạnh phúc thật sự nhé. Cuộc sống đơn giản chỉ cần hạnh phúc. Wow. Kết bạn nhé mọi người. Anh lãng tử thực sự là đang cần một tình yêu thực sự, nên là anh lãng tử có thể comment ví dụ anh muốn tìm một người phụ nữ như thế nào, thì anh có thể comment nhiều hơn để dễ có người kết nối với anh hơn nha. Có anh.
liền cái đó em kinh tế và diamond anh muốn anh muốn luôn cho bạn gái vui vẻ. Oh wow, anh em mình là tức là anh luôn muốn cho người con gái vui vẻ, nhưng mà thiệt sự là khi mà nói được câu này á thì chắc chắn là anh đây mình phải làm rất là nhiều thứ, tại vì con gái mình chị thấy riêng chị đi chị cũng thấy là mình lâu lâu mình khó hiểu quá, khó hiểu đúng không chị? Em thấy em khó hiểu không? Có chị, rồi đôi khi em cũng không hiểu em luôn. Tính khí thất thường làm sao con trai chịu nổi. Chị cũng thấy em không biết sau này em có người yêu thì như thế nào. Chị đợi xem. Đáng xem hả? Đáng xem. Đáng xem. Đáng xem, đáng xem. Không biết có ai dự đoán không ta? Vẫn chưa ai dự đoán hết nên thôi, Nu sẽ bật mí luôn cho mọi người. Khi mà người bạn gái nói chuyện với người yêu của mình về những cái vấn đề đó thì anh ấy có nói một câu là tại sao em cứ luôn so sánh anh với người yêu của người ta, vậy thì em đi yêu người yêu của người ta luôn đi, yêu anh làm gì. Và kết cục rất ghê nữa, đó là bạn này quyết định chia tay luôn. Chia tay bạn của chị luôn. Ủa sao em nghĩ là bạn gái là người chia tay bạn trai đi? Không, bạn gái là người nói ra những cái đó và hy vọng rằng người bạn trai của mình sẽ thay đổi, sẽ cố gắng chiều chuộng mình hơn, cố gắng tâm lý hơn như những người bạn trai khác. Nhưng mà đây hoàn toàn ngược lại. Trời ơi. Không biết là nếu mà các anh đang xem livestream thì các anh có chia tay người bạn em như vậy không? Chứ em thấy là nếu mà khi mà một người bạn em đã nói với người con trai những cái điểm mà bạn đó muốn người con trai sửa thì tức là bạn đó có ý muốn, chứ không phải là muốn nói ra để trách móc hay gì hết, nhưng mà lại bị chia tay luôn. Không hiểu. Thì em thấy nó lại không đáng lắm. Nên là không biết nếu mà các anh thì các anh sẽ thấy như thế nào. Trời ơi. Mình đọc comment. Vẫn là anh điện lạnh Quang Dũng, không có thông tin làm sao mà anh điện lạnh vẫn kiên trì chị được. Anh điện hơi bị kiên trì luôn. Hiện tại thì Facebook của Lizzy là Facebook của Lizzy là Quỳnh Lizzy ạ. Thôi kệ, Facebook đó của em không dùng một thời gian rồi nha. Vâng, bây giờ bằng tại vì hiện tại tụi em đang livestream cho nên Lizzy chưa có rảnh để cho anh thông tin được. Nên là anh có thể tìm Facebook của Lizzy sau livestream này nha. Bây giờ nếu mà câu chuyện của bạn chị nó cũng hơi buồn. Câu chuyện hơi buồn đúng không? Khi mà em thấy mà một người đàn ông khi mà có ý chia sẻ nhưng lại bị chia tay luôn. Động lực để em không có người yêu là vậy đấy chị. Vậy hả? Trời ơi, em buồn. Có cái mục đích mà khi em có người yêu á thì em khi mà em có người yêu thì em muốn có người yêu để làm gì á? Em muốn có người yêu ạ. Em muốn có được người yêu để em khoe cho mấy đứa bạn của em, mấy đứa ế bên ế chị. Ngày xưa bảo em bố mày có người yêu trước tao luôn. Nhưng mà em nói để xem là bọn nó có thấy người yêu chưa? Chưa chị. Ế ý nó là nãy giống em luôn. Giống em luôn. Là bây giờ mục đích của em có người yêu chị để khoe với đám bạn ấy đúng không? Đúng rồi chị. Người yêu của tao nè. Yeah. Một nhu cầu thực sự thiết yếu mọi người. Một nhu cầu thực sự thiết yếu khi có người yêu để đi khoe với bạn bè, hàng xóm, láng giềng đòi vậy. Đúng rồi chị. Chứ là cũng có người theo đuổi chứ phải không? Phải không nha mọi người nhìn lầm em rồi nha. Bây giờ thì nếu mà em có quen, tức là ví dụ như gần đây chẳng hạn, bây giờ hiện tại em chưa có người yêu thì em có cái cặp đôi nào mà em cảm thấy là em hâm mộ, tức là người yêu của cái chị đó tốt hoặc là làm cái gì cho chị đó mà em hâm mộ cặp đôi đó? Để em nhớ xem nào. Đúng rồi, mọi người biết gần đây có một kênh YouTube mà được nút kim cương, chị biết cái nút nút kim cương Pháp TV. Đúng rồi chị, Pháp TV. Nghe đến Pháp TV là mọi người biết. Cái cặp đôi nào đúng không? Chị có biết đúng không? Biết chứ. Là cặp đôi Huỳnh Phương và Sĩ Thanh. Theo như mọi người thấy thì anh Huỳnh Phương khi công khai chị Sĩ Thanh thì anh ấy bật full tất cả các nút, như kiểu công khai tất cả với tất cả mọi người luôn là anh ấy đã có chị Thanh là người con gái của đời mình. Là em có ước mình là chị Thanh không? Anh có thích anh Huỳnh Phương không? Em cũng
À, bên ngoài cũng được trai nhưng bên trong cũng được nhìn, cũng có cũng có tiền. Đúng rồi chị, có tiền đúng rồi. Lại là một con người vật chất ở đây rồi. Anh ấy cũng còn tặng lại vậy hả, tự làm cho chị ấy một bó hoa bự, thật là bự, tặng cho chị ấy tự làm luôn hả. À, một bó hoa thật là bự luôn ấy, có nghĩa là chính tay anh ấy làm ấy. Bây giờ tức là có nghĩa là ngoài vật chất ra thì anh ấy có thể tự làm được những món đơn giản, những món quà handmade cầm tay ảnh làm để tặng chị Thanh. Trời ơi, chứ không phải em mê ngoài vật chất đâu mọi người. Tự nhiên tưởng tượng cái có người yêu làm cho mình một bó hoa siêu to khổng lồ, siêu bự xong rồi tặng mình, trời đất ơi, nghĩ tới mà thấy vui ha. Chị em có ước giống chị Thanh không? Nghe mà ấm lòng. Đúng rồi chị, có chứ chị. Những cái gì đó mà cũng có vật chất nhưng mà cũng có gì đó tự làm, nhưng trời ơi nghe mà sướng. Bây giờ mình đọc thêm comment xem như thế nào nha. Hello bạn... hello Nguyễn Bi, hello anh. Bạn Nhật Ly có chị à, bà... xin lỗi bạn Nhật Lê. Theo mình nghĩ thì bạn trai đó quá bảo thủ và hơi ích kỷ, tình yêu chưa đủ lớn. Thôi mình cũng hay cái câu chuyện mà của bạn chị. Chị thấy cũng hay, tại vì đúng là một nhìn nhận khác. Tại vì tình yêu có thể là tình yêu chưa đủ lớn, khi mà người bạn, người bạn gái góp ý thì lại thẳng thừng chia tay luôn, không có níu kéo gì hết. Em thấy comment này cũng hay này, chị Hùng Kỳ, anh Hùng Kỳ à. Cuộc sống này bắt buộc chúng ta phải mất đi vài thứ quý giá, mất đi cơ hội, mất đi niềm tin, mất đi tình cảm mà chỉ một lần chúng ta có được. Có như vậy chúng ta mới trưởng thành. Cái giá của sự trưởng thành là thật sự rất là đắt. Đúng, rất là đắt chị, đắt thật. Cái giá của sự trưởng thành nhé. Ước gì quay lại tuổi thơ ngày xưa, tung tăng. Có thể là khi mà mình chưa tìm được một đối tượng, mình cảm thấy là đôi lúc cũng hơi bất lực cuộc đời một tí. Tại sao dăm ba đôi lứa ngoài kia đang rong ruổi chơi đùa, chúng mình lại cô đơn ở đây? Tại sao ông trời thì là bất công hay sao? Bởi vậy no, em thấy có người, có mình, có mình chị ơi. À đâu Arango. Hello anh Arango. Hai bạn hôm nay nhìn tươi. Chị Hà Trương, hai bạn hôm nay nhìn tươi quá. Hôm nay đúng chủ đề vậy. Yeah, cảm ơn chị Hà. Tim. Wow, và anh Trương với chị Nhật Lê cũng đang có kết nối qua lại trong livestream này đó mọi người ơi. Mong rằng hai anh chị có thể giao lưu với nhau nhiều hơn nha. Các bạn có thể kết bạn với nhau thử, hoặc là mình có thể inbox riêng để có thể nói chuyện nhiều hơn được nhá. Còn chị về sao? Còn chị có như kiểu chị có thần tượng ai trong nghệ sĩ của mình mà tức là có hâm mộ cặp đôi nào không? Đúng, có đúng không? Tức là hâm mộ cặp đôi nào không? Có một cặp đôi mà chị cũng khá là thích, tức là tại vì gần đây mọi người, gần đây kiểu như bóng đá bắt đầu lan truyền, bắt đầu rộng mở và mọi người ủng hộ bóng đá nhiều hơn á, cho nên là Nu cũng có theo dõi các tập bóng đá từ cái lúc mà U23 U22 tới bây giờ. Thì lúc đó là cực kỳ ấn tượng, nếu mà về tình yêu á thì cực kỳ ấn tượng với lại là anh, cặp đôi của anh Duy Mạnh. À, Duy Mạnh em biết. Biết không, em biết không? Biết. Có coi đá banh không? Xạo. Em không coi nhưng em biết. Em biết cặp đấy. Anh biết luôn, không coi đá banh nhưng biết cặp đôi Duy Mạnh luôn đó. Nhưng mà đó là cặp đôi của anh Duy Mạnh. Tức là khi mà nổi tiếng cùng với thành công của đội tuyển U22 á, thì khi mà gọi là đội tuyển Việt Nam mình thắng á, tự nhiên giữa một rừng người á, cái anh Mạnh tìm người yêu của ảnh và trời đất ơi, em nghĩ là đi xem đá banh là rất đông người, nhưng mà anh ấy tìm người yêu của anh giữa rừng người như vậy và chạy tới ôm người yêu rồi đưa nước cho người yêu đó chứ, em thấy cái clip đấy rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi còn đeo cái huân chương. Trời ơi chị nghe mà chị nổi với gà luôn. Trời đất ơi. Trời ơi. Kiểu như nó một cái gọi là nó lãng mạn á. Thứ nhất là nó lãng mạn, thứ hai là trời đất ơi, kiểu cái lúc những cái giây phút hạnh phúc á, mình có một người để chia sẻ cùng với mình, thực sự là chị đó là hâm mộ cái cặp đó. Em cũng thấy em ơi. Em ơi, có anh bây giờ đang ước anh không, mà mình không đi coi bóng đá, chị đang tưởng tượng là ví dụ như sau này mình đi coi đá banh á, xong rồi cái có một anh cầu thủ nào đó chạy tới ôm mình chẳng hạn. Không, em nghĩ như này, U22 còn anh nào vẫn đang ế không ta? U22 còn anh nào đang ế không ta? Có vẻ
bạn nào thích cặp đôi Duy Mạnh và Huỳnh Phương không? Có bạn nào có cùng sở thích những cặp đôi mà hâm mộ giống như Nu và Lizzy không? Mọi người comment thử đi. Lỡ đâu chúng ta sẽ cùng thích những cặp đôi sao, đúng không? Anh Nguyễn Thanh Liêm, xin chào anh ạ. Hello anh. Nguyễn Bi, ai cũng ước được tặng người bạn của mình những món đồ có giá trị nhưng không có điều kiện thì sao? Theo như em biết thì khi mà mình không tặng được cho người yêu những món quà giá trị chẳng hạn á thì chúng ta có thể tặng những cái món quà tự làm á mọi người. Theo như em nghĩ gọi là bây giờ không phải ai phụ nữ không phải ai cũng phải là đam mê vật chất. Đúng rồi. Cho nên là em nghĩ là khi mà mình đặt cái tâm vào á thì nó sẽ khác. Ví dụ như mình có thể tặng những cái món quà tự làm đó. Đúng rồi, handmade đi chị. Giống như anh Huỳnh Phương, mọi người, anh Huỳnh Phương cũng tự làm một cái bó hoa bự. Tức là nó, nếu mà mình điều kiện mình không có bự thì mình làm nhỏ cũng được. Quan trọng là tấm lòng của anh. Đúng rồi, đúng rồi. Em còn nghĩ là vật chất thì nó cũng là một phần quan trọng đó. Nhưng mà cái mình cứ tùy cái khả năng vật chất của mình là mình có thể tặng cho cái người mình yêu những cái món quà. Tức là từ tâm là được, từ chính cái trái tim, từ chính cái con người của bạn là được. Mình nghĩ là vậy. Đó là comment của anh Nguyễn Bi. Và em nghĩ cái chủ đề này nó cũng khá là gọi là cái câu comment của anh Nguyễn Bi nó cũng khá là thực tế. Đúng rồi, em cũng thấy vậy. Tại vì chị thấy nếu mà thực tế bây giờ hiện tại nhiều người cũng đang phân vân, cũng muốn người yêu mình được nhận nhiều món quà. Đúng. Cũng muốn người yêu mình vui. Mình được đi khoe nữa mọi người là chị. Khoe với mọi người, trời ơi người yêu tao tặng cho tao thứ này, tặng cho tao thứ kia. Đó kiểu vậy. Kiểu vậy nhưng mà lại không có. Nên là bây giờ ví dụ như ngoài ra bây giờ anh vật chất á mình không lớn á thì em nghĩ bây giờ đa phần phụ nữ á họ sẽ thích những, ví dụ mình chưa có vật chất lớn á, mình có thể tặng những cái quà nhỏ, nó không mang quá trị quá lớn. Ví dụ như em thấy bây giờ ra đường các chị em phụ nữ là thế nào, chắc chắn cũng phải có một thỏi son. Đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi, đi ra đường chắc chắn phải thô son không là người ta tưởng đâu là bị bệnh nặng lắm rồi. Bây giờ thiệt sự là em ra đường là em rất là ít thấy ai mà kiểu không có tô son, ít nhất cũng phải tô cho mình một cái hồng nhẹ nhẹ chẳng hạn. Thì đó, nên là ví dụ mình chưa có thể tặng những món quà đắt tiền, điện thoại, túi xách hàng hiệu gì đó, mình có thể tặng son nhẹ nhàng cũng được. Nhưng mà gần đây thì em có biết một hiện tại em đang son luôn, là một dòng son của Yurika, một kiểu như nếu mà người yêu của anh chị kiểu như mà thích cái tông màu trầm á, tông màu trầm như này này rất là dễ sử dụng hàng ngày luôn, một màu hồng đất nhẹ lắm, nên là mà nó lì lắm, nó không rất là khó trôi, nên là nếu mà anh có một sự lựa chọn nhẹ nhàng thì hãy nhớ đến một thỏi son của Yurika, một sản phẩm của Nhật Bản. Thực sự đó là một sản phẩm mà chị khá là tâm đắc. Nên là hy vọng rằng mình không có tiền thì mình xài tiền ít, đúng không? Đúng rồi chị. Nhưng mà vậy là em thấy vui rồi đó. Em mà ai tặng son cho em là em vui lắm. Tại vì tặng son có một cái ý nghĩa nữa mọi người. Em sẵn em giới thiệu son rồi. Em giới thiệu cho mọi người cái ý nghĩa tặng son luôn. Tức là khi mà người yêu mà tặng cho phụ nữ mình cái son á, là lúc nào người cũng nghĩ là kiểu như muốn người phụ nữ của mình luôn đẹp chẳng hạn, luôn rạng ngời. Và thứ hai nữa là luôn kiểu như là này sao ta, nó nói không ta, nói đi chị, nói nó nói không, em biết suy nghĩ gì đây, nó nói không, giống như là thay một hình thức để hôn xa mọi người. Đúng mọi rồi. Người có nghĩ gì không, đi đâu cũng nhớ đến người yêu đó mà. Thay vì mình không hôn nhau được thì mình lấy son mình hôn gián tiếp chị, hôn gián tiếp như vậy là đó là đó mọi người có nghĩ giống em không? Cho nên là phụ nữ họ hay nghĩ những cái ý tưởng nó lạ lẫm lắm. Mà em thấy một cái ý tưởng đó mà em nghĩ không biết có ai nghĩ giống chị không nữa. Em cũng nghĩ vậy hả? Tương tương giống chị đây. Em nghĩ các chị phụ nữ cũng có suy nghĩ đó. Nên là các anh hãy thử tặng những cái son nhẹ nhàng như vậy thử xem nha. Anh Thanh Liêm Nguyễn làm mai cho anh một cờ đi. Wow. Vậy thì anh, nếu mà anh Liêm muốn giới thiệu một cô thì bây giờ anh phải cho em biết là
cái gu người phụ nữ mà anh thích là như nào, người vui vẻ, một người hòa đồng hay là xinh hay là cao 1m bao nhiêu chẳng hạn. Nguyễn Bi còn có cả một đồng Nguyễn Bi nữa chị. Đã từng làm những món đồ tặng độc lạ cũng có giá trị dùng được luôn nhưng người ta không quan tâm luôn, kiểu như tầm đó mình không quan tâm. Một câu chuyện cũng hơi buồn. Tức là em nghĩ là khi mà anh đã bỏ ra cái công sức để anh làm món quà để tặng nhưng mà chị đó lại không để tâm, thì nhiều khi em nghĩ là do, em nghĩ thôi nha, em nghĩ theo quan điểm của em thôi, có thể là tình cảm của hai người chưa đủ sâu chẳng hạn, chị đó hoặc là sở thích của chị đó chẳng hạn, như có thể là chưa thích những món quà handmade, hoặc là nếu mà anh làm handmade thì anh phải tìm hiểu xem là người yêu của anh kiểu như là thích như nào nữa, tại vì handmade có rất là nhiều loại, rất là nhiều kiểu nữa, ví dụ như hộp hoặc là hoa nhẫn hoặc là những cái con thú bông chẳng hạn đó. Đó, mình có thể tham khảo thêm về sở thích thử xem như thế nào anh nhé. Và nói chung là về cái chủ đề hôm nay, người yêu nhà người ta, người yêu nhà người ta với một mục đích chỉ là muốn cho, tức là một khi mà chúng ta đã dùng người yêu của mình ra so sánh với những người yêu khác á, thì tức là chỉ muốn là người yêu của mình có thể là tốt hơn từng ngày để hai người có thể yêu nhau hơn. Và hy vọng rằng khi mà gọi là sao nhỉ? Gọi là gì vậy? Phải nói như thế nào nhỉ? Phải nói như thế nào nhỉ? Tức là hy vọng rằng nếu mà mọi người có người yêu á, thì ví dụ như mình có thể chia sẻ với nhau những cái sở thích lúc đầu luôn, mà mọi người mong muốn người yêu của mình như thế nào, phải thiệt vui hay là phải thiệt mặn, mọi người phải tìm đúng đối tượng đã rồi mọi người mới hẳn lấy cái người đó ra so sánh với những người yêu khác. Nên là hy vọng rằng nếu mà ai có đang tìm người yêu, các anh chị đang comment chẳng hạn, thì anh chị có thể comment nhiều hơn để kết nối, hoặc có thể tự đọc những cái comment trước xem có cái gu nào cùng với cái gu của anh chị hay không, để mình tự kết nối với nhau thử xem sao nhé. Và thời lượng livestream của chương trình thì đến đây cũng xin tạm dừng tại đây. Thì hy vọng rằng hẹn mọi người ở những livestream khác với những chủ đề khác thú vị hơn nhé. Yeah. Và xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Yeah.